Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện 570 về việc chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung công điện nêu rõ một tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo và các quy định quy chế về phòng chống dịch của bộ y tế mọi trường hợp lơ là chủ quan mất cảnh giác thiếu trách nhiệm thực hiện không nghiêm các quy định chỉ đạo về phòng chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước 2. Giả soát bổ sung hoàn thiện các quy định hiện hành về phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và cá thể hóa trách nhiệm. 3. Thủ tướng Chính phủ phê bình nhắc nhở yêu cầu các tỉnh thành phố Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa nghiêm túc rút kinh nghiệm kịp thời chấn chỉnh nghiêm tình trạng không tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc nơi công cộng. Các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai các khuyến nghị của Bộ Y tế về bảo đảm điều kiện vật chất trang thiết bị phòng chống dịch và năng lực xét nghiệm tại địa phương các tỉnh thành phố Đà Nẵng, Hà Nam, Yên Bái bám sát quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, căn cứ hậu quả xảy ra để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự theo tinh thần khách quan, công bằng, nghiêm minh. 4. Các bộ ngành địa phương, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nhất là trong công tác quản lý nhập cảnh. 5. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo quản lý, động viên tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để tập trung cho việc phòng chống dịch hiệu quả. 6. Tăng cường công tác tuyên truyền, không chủ quan lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, nhất là gây mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội.